Audio Jungle. Chào bà con, thì clip này mình quay cho bà con xem về cái vườn của anh Quý ở xã Cư Ca Bang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đây. Thì hôm nay mình sẽ quay cho bà con xem về cái vùng đất ở huyện Cư Ca Bang, Ea Súp, Đắk Lắk. Thì trong đây là một trong những cái xã mà nói chung là gần giáp với bên Campuchia đó. Lào, Campuchia nói chung là gần biên giới rồi. Thì ở đây thì nông dân bà con chúng ta cũng tiến hành trồng chanh dây, cũng bao nhiêu ở huyện khác xa khác. Thì với cây chanh dây thì bà con đều biết á, trồng được khắp cả nước mà mọi miền ở trên đất đất mọi nơi ở trên cả nước Việt Nam chúng ta. Thì với cái vườn của anh Quý á, thì chúng ta xem, nói chung là anh chọn giống rất là chuẩn và tốt. Nói chung là cái việc đầu tiên mình cũng rất là vui là khi mà mua thăm vườn của anh á, là anh nói mua rất giống rất là chuẩn. Cái thứ hai nữa, cái vườn anh nó bệnh á, thì một số cây nó bị bệnh thì đút phân trắng á, thì anh cũng chia sẻ thì bắt đầu có hiện tượng chớm bị rồi, một số cây nó bị được 4-5 cây. Thì anh kêu những cây nào mà không đáng mình cũng cho anh là cắt bỏ đi, cho cái lứa mới ra nó không bị. Và hầu như những cái lứa chanh mà đã bị bệnh đó thì anh cũng nói rằng là những cái cây đó nó bị úng nước bỏ vào mấy tháng mưa gần đây và gây hiện tượng là rễ nó thối hết rồi, chết dần. Thì còn những cái cây đây mình đang quay và con xem, mà những cây này là cây tơ mới 4 tháng thôi, có những cây 4 tháng, những cây 3 tháng. Nói chung là vừa anh trồng xen lại thì nói chung rất là xanh và đẹp. Thì lần này mình cũng hướng dẫn cho anh làm cành, tỉa cành. Nói chung là với cái chanh dây mà 3-4 tháng thì mình cũng khuyên bà con là chúng ta không nên thu trái sớm nha. Ta nên tạo tàn, tạo thế cho nó đi, rồi chúng ta nuôi cái bộ rễ nó khỏe, phòng số bệnh trước để cho vào cái giai đoạn kinh doanh 5-6 tháng chúng ta bắt đầu cho bán trái rộ. Thì với cái chanh dây thì bà con biết là nó một cây những siêu lợi nhuận, hầu như clip nào mình cũng quay bà con xem á. Thì vườn này thì mình cũng vào xem tư vấn cho anh là cái cách phòng bệnh và chữa bệnh. Đối với những cái phòng này thì cho mình cho phun cái nano bạc đồng và phun kháng sinh. Ngày phun định kỳ của anh thì với những cây chữa bệnh mình cho phun 5 ngày một lần, và sau khi bớt bệnh mình cho phòng 7-10 ngày phun phòng một lần. Thì cái vấn đề quan trọng nhất mình nói ở tất cả clip mà là với bà con đó là phải phòng được côn trùng chích thuốc cho mình nha. Cái côn trùng chích thuốc đóng vai trò rất là quan trọng, nó là nguồn lây bệnh đó. Vườn chúng ta không bệnh nhưng nó lây từ những người khác lây qua thì khiến cho vườn ta bệnh. Và vấn đề thứ hai là cái bà phòng bệnh chết nhanh chết chậm, là cái bệnh đó là hầu như sau cơn mưa ngập úng nhiều á là bị chết nhiều, nên bà con nên phòng. Và cái thứ ba nữa là vấn đề là kênh mương thoát nước, bà con nên trồng cao lên đừng để bị ngập úng. Thì tùy vào vùng đất và tùy vào cái địa phương thổ nhưỡng của chúng ta, bà con có chế độ bón phân chăm sóc riêng nha. Đó là mình tư vấn để bà con nắm rõ được cái tình hình chanh dây. Thì mỗi clip mình chỉ quay cho bà con xem được cái vườn chanh dây ở từng khu vực. Thì về quy trình phòng bệnh chữa bệnh thì mình nói rất nhiều clip rồi, vườn nào mình cũng quay cho bà con xem và cũng nói rõ. Thì mỗi vườn thì nó có một đặc điểm, một cái sinh lý riêng, tại sao có vườn bệnh tóc trái, tại sao có bệnh vườn bệnh sắn lá, rồi có bệnh là phì thân, bệnh vàng lá. Thì trên dây chúng ta có rất nhiều bệnh, nên mỗi cái bệnh thì mình có một cái hướng cho bà con sử chăm sóc riêng. Thì đây là cái vườn trên dây của anh Quý đó. Thì có những cây nông cỏ già nhổ lên không có rễ gì hết á, thì chung là mình cũng cho anh nhổ bỏ đi. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả clip của mình, quay bà con luôn cập nhật cho bà con xem. Thì những thắc mắc của bà con đó, khi mà chăm sóc cây thì bà con luôn để quan trọng những yếu tố mình hay nhắc nhở cho bà con. Thì bà con đăng ký kênh và theo dõi kênh nha. Cảm ơn bà con.
Thank you.